Tối nay chơi Noel nha em. Ủa tối nay Giáng sinh mà anh. Tối nay Noel mà, Giáng sinh là mai. Ủa Giáng sinh. Noel. Không, em biết ngày hôm nay là ngày Giáng sinh. Noel với Giáng sinh là khác nhau nha. Em nói Giáng sinh. Nhưng mà đâu là Noel. Mình là Quỳnh Chi và ngày hôm nay thì mình đang chuẩn bị đi shopping. Mà các bạn biết tại sao ngày hôm nay mình lại đi shopping không? Đó là bởi vì nghe nói là Minh Thư với Duy Anh đang cãi nhau. Mà cãi nhau thì to lắm, cãi nhau về một cái chuyện rất là xa. Mà mình cũng không hiểu tại sao luôn á. Cho nên là ngày hôm nay Duy Anh mới đưa cho mình một cục tiền 5 triệu để mình đi mua quà cho chị Thư. Mà mình cũng không biết là bà có nghi ngờ gì về điều này không. Cho nên là các bạn giữ bí mật mình nha. Ờ à. Mày chị thích không? Thích. Đẹp không? Đẹp không? Ê, nó hợp với style nó luôn, anh đẹp dễ sợ. Tiếc quá à. Em nghe nói là ngày hôm qua khai trương là ngày 23. Khai trương là 100 người khách đầu tiên là sẽ được voucher 100 ngàn của Juno. Tức là mình tính tiền cho mình trừ luôn 100 ngàn luôn. Đã vậy? Ờ, à, mà hôm qua mình không đi được. Có nhiều đã gì mà không biết gì luôn á. Ui da, đẹp quá à. Chị cực kỳ nghiện Juno luôn. Em biết mà. Sao biết ngay vậy? Chị nhìn thấy. Và đặc biệt là chị thích Juno bởi vì sao chính sách đổi trả rất là hợp lý luôn. Với những cái hóa đơn mà dưới 250 đúng không? Em sẽ được đổi trả trong vòng là 7 ngày. Còn trên 250 hoặc là những cái hóa đơn mà niêm yết giá sẵn thì em sẽ được đổi trả trong vòng 90 ngày. Mà còn về túi nữa, túi em sẽ được đổi trả trong vòng là 30 ngày đó. Ờ, là mình có thể vừa đổi tiền xong rồi mình vừa đổi kiểu được luôn hả? Đúng rồi, em không thích em sẽ đổi lấy lại tiền hoặc là mình sẽ đổi kiểu khác. Ê, chị biết vậy hợp lý cho ai không? Tức là những người á mà người ta mua tặng á mà kiểu như là không hợp hoặc là mình không đổi được size á thì đến dù đâu mình có thể đổi được. Có bữa chị cũng mua cho mẹ chị đôi giày á, nhưng mà gửi về dưới quê á xong rồi mang đâu có vừa đâu, phải đem lên đây đổi. Mà đợt đó thì nhớ là đâu khoảng tầm 15 ngày luôn rồi mà miệng á, mà em biết là nhân viên rất là vui, kiểu họ niềm nở là bình thường đi đổi hàng sợ bị chửi lắm. Thật sự là các bạn có biết lý do tại sao mà Thư nghiện Juno đến mức mà không kiềm chế lại được không? Bởi vì Juno lúc nào cũng có những cái màu mà dày á, những cái màu basic rất là đơn giản mà các bạn có thể dễ dàng mix được với tất cả các đồ, với cả là văn phòng này, đi làm hay là học sinh đi chăng nữa đều rất là dễ dàng phối đồ luôn. Nè các bạn có thể thấy không? Nè, rất là hợp với những chị mà nhân viên văn phòng này. Mà không chỉ là văn phòng không đâu, chúng ta cũng có thể mang để đi dạ tiệc này. Phải nói là một lựa chọn vô cùng tuyệt vời luôn. Và những kiểu ở Juno rất là kiểu như là đơn giản á, nó không quá cầu kỳ, không quá phức tạp đi. Nhưng mà chỉ cần các bạn mang vào chân thôi là cảm thấy được kiểu như là mình lên hẳn một cái level mới luôn á, nó thiệt mà. Thường thường ấy, kinh nghiệm lựa giày cao gót của mình ấy, là mình sẽ không lựa những cái đôi mà đế nhỏ như thế này, mà mình sẽ lựa đế xuồng. Đế xuồng là một cái đôi như thế này nè. Thì những cái đế này ấy, nó sẽ hạn chế tình trạng mà mình đi mình dễ ngã hơn này. Xong rồi đi cầu thang hay là đi vào thang máy, những cái chỗ mà nó có những cái chỗ mà nó không đều ấy, thì mình đi đôi này nó sẽ bị mất thăng bằng nhiều hơn. Thì mình sẽ lựa những cái đôi này nó chắc chắn hơn và đi nó cũng sẽ chắc chân hơn ấy. Thường thì mình là như thế. Và mình cũng sẽ lựa những cái đôi mà màu nó nút nút như thế này nè. Thì cảm giác như là chân mình sẽ dài ra, xong rồi nhớ gót nhọn nữa. Ê chị ơi, lấy cái này đi. À thôi lấy cái này đi. À thôi lấy tất cả đi. Mà mình để ý là từ nãy giờ tất cả mọi thứ ở Juno đều được chia ra khu. Là khu giày búp bê này, khu giày sandal cao gót. Rồi bên kia là giày cao gót. Và biết sao không, nếu như mà như thế thì những người mà người ta cần mua một cái gì, người ta chỉ cần đến đúng cái chỗ đấy xong rồi người ta bụng cái lựa thôi. Và có rất là nhiều những cái đôi giày mà người ta cần ở trong một cái khu đấy. Và thiệt đó, bởi vậy nên là rất là dễ lựa, chỉ cần đi tới đâu cũng không thấy. Qua dạng kia kiếm ra kia. Hết chị Thư, trời ơi, nó nhìn kia. Có sticker, xong rồi có cả dép lào nữa kìa. Đi thôi. Các bạn ơi, thật ra thì ở đây không chỉ là bán những cái giày búp bê hay là giày cao gót hay là túi tắm, mà còn bán cả giày sticker nữa. Và còn có cả túi với lại những cái giày khác ở bên kia nữa. Nói chung là ở xung quanh đây là giày cực kỳ phong phú, được chuyên về giày. Và các bạn biết không, tiết lộ cho bạn một điều luôn ấy, là hôm bữa mình vừa mới mua được một đôi giày sticker màu hồng, xong rồi hôm nay mình cũng đang mặc đúng set này ấy. Nó siêu hợp và siêu bánh bèo luôn. Mình thích những cái đôi giày mà bánh bèo như này nè, những cái đôi mà kiểu hoa hồng xong mà nó hơi hồng hồng phấn phấn một tí ấy. Mình thì mình thích mặc váy cho nên là mình nghĩ là những đôi này ấy, khi mà diện đến váy ấy, thì nó sẽ không bị nổi quá và nó cũng sẽ fit với lại những cái váy bánh bèo hồng hồng của mình. Chất bánh bèo thiệt luôn á. Ôi cái điểm hồng hồng hết kìa. Nhìn cái đôi giày mới mua vậy nè con. Em bánh bèo quá chị ơi. Đúng tông xịt tông thì đẹp mà. Tính ra cô nghiện Juno đâu thua gì túi. Đúng rồi, thua cũng cực. Ồ quá trời dày luôn á.
kiểu gì cũng có bánh bèo hay cá tính hay năng động gì cũng có luôn á. Mà hồi nãy khi mà vào đây á, chị thấy có cái bảng là đồng giá đúng không? Mừng khai trương là đồng giá từ ngày hôm qua là ngày 23 cho đến ngày 1 tháng 1, đúng không? Đúng rồi, là mình sẽ được đồng giá tất cả những khách hàng này, như kiểu như là giày búp bê rồi giày cao gót các thứ là đều đồng giá hết. Mặt hàng cũng khá là phong phú mà giá cả hợp lý. Cái cửa hàng này sao nó bự dữ vậy em? Nó to lắm luôn á chị, đi xong tiền mà em vừa nghe mọi người trong đây nói nè, là đây là cái cửa hàng lớn nhất trong 81 cửa hàng dọc Việt Nam. Hàng gì nãy giờ đi thấy mỏ giò luôn á. Nhưng mà nhiều. Nhưng mà kiểu bị cuồng á, đi qua đây xong cái thấy bên đây có, xong cái thấy bên đây cái đi cuồng đi, xong giờ phát hiện là tôi mỏ giò luôn á trời. Biết mà em đưa chị vào đây là em thấy tốn tiền. Ủa mà em có nhiều tiền không vậy? Không có nhiều. Chị mua nhiều lắm á, chị lượng quá trời. Có nhiều không? Hôm nay em ở nhà tài trợ. Mờ ám vậy. Mình tiêu cho bằng 1 tiếng. Trời Noel mà em chưa lớn đi chứ. Trời đã quá. Em phải công nhận là cửa hàng số 207 Quang Trung này ấy, cửa hàng to nhất Việt Nam đúng là xịn sò hẳn. Mà công nhận là Juno đã nổi tiếng với giày sandal này, giày búp bê, giày cao gót nè, mà giá cả lại rất là bình dân mà ổn định luôn á. Trời đã quá. Ê lắng nghe này, lần sau mình cứ đi cửa hàng to nhất này đi. Chính xác rồi. Đây, tặng cho Thư nè. Đó. Sáng mới đi mua với mình Chi mà. Nhưng mà cái này là tiền của Danh hết á. Mới đưa tiền cho Chi đi mua hết. Nửa tháng lương của tôi á. Có giận nữa nha. Tối đi chơi Giáng sinh. Tối đi chơi Giáng sinh.